Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình ha. Và mình là game quá này thì các bạn thấy gì chưa? Đó chính là mình hôm nay là tiếp tục vào thế giới, đó chính là Pokemon. Thì hôm nay sẽ là một cái thử thách rất là hay. Đó chính là các bạn đặt ra là anh Quan ở trong phiên bản mới, cái con Charizard mà chúng ta từng rất là mê là con rồng lửa đó các bạn. Hôm qua nó bên hôm bữa chứ. Con nó có cái biến hình con rồng á. Thì hôm nay bọn mình sẽ có một thử thách, đó chính là mình sẽ sở hữu Shiny, còn GT sẽ sở hữu con thường. Nhưng mà nó không dừng lại ở cái mức Mega như cái hồi trước mình chơi đâu. Thì hôm nay sẽ có một dạng rất là đặc biệt. Và các bạn đừng quên, đó chính là Livestream ủng hộ cho Quang, để Quang có thể làm cái dạng đặc biệt đó cho mọi người cùng xem nha. Và mọi người hãy chờ xem đó là dạng gì nha mọi người. Hello, 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 hello. Mọi người thấy hôm nay GT mặc đồ đẹp không? Mặc đồ giống đi, giống đi gì ta? Đi picnic hả? Đi picnic, đi picnic với Pokemon. Đó. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Và đừng quên like và subscribe ủng hộ cho tụi mình nếu mọi người thích cái video của tụi mình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình chống, không phải, gọi là cố gắng thu chinh phục Pokemon chứ. Không phải, chinh phục lại ông dân làng bro các bạn, không muốn bút không lại không các bạn. Vậy đây, đây, theo tao này, vậy đây. Trời ơi, mày làm, mày đứng, mày ủ rũ vậy. Được rồi, hôm nay thử thách của chúng ta đó các bạn thấy không? Đó, mình có một quả đó chính là Ultra Ball đúng không? Quả này rất là bình thường. Đó. Bây giờ cái bóng này thì chúng ta sẽ quăng ra con gì? Đây là nhiệm vụ thử thách hôm nay của chúng ta. Đó, chính là con Charmeleon. Đó, hai dạng, hôm nay chúng ta sẽ làm hai dạng các bạn. Và hai dạng này thì chúng ta sẽ tới nơi quýnh đi mấy ông dân làng Quarro đang đeo Pokemon các bạn thấy không? Chỉ có vừa cái má mình vừa vô chưa đầy 5 giây thì cái khung cảnh bên đây nó rất là hữu tình các bạn. Cái gì vậy? Một cái con Legion VIP vừa ra hay sao các bạn? Ờ, là con gấu này hả? Ok, quýnh luôn. Được lắm. Uầy. Con kia nó vừa quýnh tao cái con. Ôi, cái gì vậy? Tự nhiên cái nó quýnh ra. Ồ, có vẻ hơi khó chơi nha. Gì vậy? Ha, ok. À, mình chọn nó là Fire Fan, nó sẽ mạnh hơn các bạn. Rất là mạnh luôn. Đấy, các bạn thấy không? Chọn sao ta? Thì mày phải quăng một cái mon ra. Mày có Fire Fan không? Mày có chiêu lửa, mày cứ chọn chiêu lửa vô. Ờ, à, cái chiêu Ember gì phải không ta? Thì cứ chọn cái đó đó, mày phải chọn cho cái Ember hoặc là chọn cái gì. Trời ơi, các bạn thấy không? Mấy thằng cha anh dân làng quấy lộn nè, con đô lắc lên vào 33. Trời ơi, mới vừa vô mà đánh nhau, nổ ban map luôn rồi. Không thể tin được. Và bây giờ mình sẽ luyện cái con này lên. Rồi xong. Mình phải luyện cái con sao này. Sao mày mạnh vậy? Mày quất tao con Pokemon nó chết luôn. Con núp kia mày để tao nói không mày? Hả hả. Mình phải luyện con này lên level gì ta? 35 để 35, 36 để cho nó tiến hóa. Và chúng ta mới chuyển sang cái dạng Ultra Mega cho nó, cho mọi người coi nha. Và bây giờ thì chúng ta thôi, không chắc không solo lại mấy thằng này đâu các bạn. Mấy thằng này mạnh lắm, để mình thử coi. John đây nè. Jonter Penny. À, thanh niên trẻ nè. Cái gì vậy? Thôi đi về luôn. Thấy chơi nó khôn ghê các bạn. Mình chơi hệ lửa, nó sẽ chơi con hệ đất ra liền. Là nó quýnh mình là mình chịu không nổi. Ứng núp vẫn chơi trò đó nữa. Con Pokemon của mày mạnh lắm rồi, mày còn chơi trò đó nữa núp. Không đâu mày, cái con này mạnh lắm, hồi nãy nó mới giết tao. Mày chọn chiêu khác đi, rồi quýnh được cái gì. Nè. Ui à, mạnh thế. Mạnh thế. Mạnh thật sự. Ê, ê, ê. Mày con mèo. Mày hay con mèo. Mày hay con mèo. Ui, tự chơi Dragon Ray làm gì. Chơi chiêu Fire Fan kìa. Đói. Ok, từ để vô lại đi. Mình luyện lại cho nó các bạn. Ê, bây giờ mình phải di luyện level cho nó. Ui, có Emerald luôn kìa. Wow. Mình sẽ bỏ mấy cái đồ này vô trong cái rương trên. Ủa, con này hệ đất mạnh mày ơi. Nó quấn con Pokemon. Ủa, sao mình bỏ vô không được ta? Hình bỏ đáy cây được rồi các bạn. Con này bỏ vô không được. Ok, bây giờ mình sẽ heal rồi đúng không? Ăn miếng thịt đã. Rồi, các bạn coi này nha. Quấn nè. Chơi chiêu lửa thì nhanh thôi. Ui, chơi chiêu lửa cũng chậm dữ ta, không muốn lại luôn. Cái con đó có mày chơi chiêu lửa cũng như thao. Đúng rồi, đúng rồi, để mình đổi chiêu khác các bạn. Rồi mình xong. Chơi chiêu Dragon Ray với con này. Thì mình nghĩ cái chiêu này sẽ có tác dụng hơn á. Ây da, đau quá. Ừ, được lắm. Mình bây giờ mình yếu thôi. Ây da.
Ủa nó quýnh nó chết luôn kìa. Được lắm. Các bạn thấy không? Bây giờ nó hiếp mình đúng không? Chơi chiêu gì đây trời? Dragon Ray, cho tôi có không? Có. Ở chứ chiêu Dragon Ray á. Nó còn, nó thử rồi. Dragon Ray là ok liền. Ừ đúng rồi. Ủa thế mày kêu tao đổi chiêu á, đổi chiêu đó. Ở đây, quá trời con sóc luôn các bạn. Quýnh con này coi. Ôi da, mạnh thế. Ây da, mình đã quýnh rồi. Mình mà quýnh không lại nó là nó đập mình chết à. Đúng đó. Ui, đúng rồi, là ra gần đây mạnh đó quá. Sao tao bị đập sưng mặt luôn rồi. Tao mới đánh nó con kia mà. Mày hả bưởi, quýnh này tiếp luôn. Mày hả bưởi, quýnh con này tiếp luôn. Ôi, nó quýnh mình ngủ, nó ăn gian kia. Nó quýnh mình ngủ đập mình được 2 lần luôn các bạn. Gian thật. Quýnh lại cái con này mới được tức quá. Nãy giờ nó bị tìm quýnh lại nó cay kìa. Đúng đó. Đó thấy chưa, lên level 31 liền rất là nhanh thôi. Không qua hôm bữa trời chứ, cái hôm qua hoài. Nó vẫn quýnh vào Pokemon của tao chứ. Đúng rồi, nó mạnh lắm chứ đâu phải yếu đâu. Kỹ hệ sao rồi? Kỹ hệ đúng rồi, nó chơi hệ mọi quýnh bị chết luôn. Bắt nó luôn rồi. Đây nè, các bạn muốn bắt một con Pokemon, chúng ta chỉ cần cầm quả bóng lên bắt. Mà nếu bắt không được nó quýnh mình á. Ờ, chết rồi, nó quýnh rồi đó, đó, nó quýnh rồi đó. Nó chơi chiêu gì kìa. Ừ, đó. Đấy, đây, đây, các bạn thấy không? Cứu anh. Được lắm, con bướm này. Mày, rụng trứng chưa? Cho nó một trái berry. Ok. Đấy, bây giờ thì mình không có sợ thằng nào hết các bạn. Con núp giờ nhìn kìa chưa? Nhìn dân chi... Ghét quá mẹ ơi, tao không bắn mấy con này nữa đâu, mấy con này. Đợi tao đi. Từ từ, đợi mình tiến hóa cho nó lên form 2 đi. Là mình không có sợ tụi này đâu. Cho tôi yên tâm. Ủa? À, con kia nó cũng quýnh tao chết là sao? Ui dạ. Ok, vừa thắng được, may quá các bạn, không là tiêu rồi. Ê, bây giờ mình qua khung mới mình liền đi núp. Ủa, quá được level bao nhiêu rồi? 32 rồi, quá vừa lên 32 rồi. Đi, khu nào mà rồi, mất tối mấy đi con qua khu trên đây nè. Bạn ơi, cục hồi máu đây luôn đó. Ôm thì nó mất đồ. Ôm được hả? À, ê, con này là quấn được không ta? Đi trên đây khu này nè, khu trên này nhiều con hề cỏ hơn hay sao? Mình kiếm một con hề cỏ rồi quấn nó dễ nè, mấy con chim nè. Ok. Ơi, có thằng luyện thú. Thôi, không quấn nó quấn lại đâu, mấy thằng nói giờ. Mình để có con xịn hơn, mình quấn nó lại. Ơi, con chim ăn hiếp được, đúng rồi. Được hả? Ừ. Quấn nó con. Ủa sao quýnh nhau hả? Ủa sao quýnh nhau vậy? Trời ơi. Ơi, con Pokemon ta đâu rồi? Chắc nó về PC rồi á. Chắc về PC rồi, trời ơi, con kia. Ê, con Pokemon của mày đây nè. Ủa? Trời. Nó đó, nó còn sống mà. Nhìn không ra thì tưởng con cũng núp chết, tưởng con của mình các bạn. Ủa yeah, con chim ăn hiếp được mày ơi. Mày hả bưởi, giỡn hả bưởi. Yeah. Ơi, mình ấy không chết luôn. Bây giờ mình chiêu đỏ chiêu ra ra cho nó coi. À, mình đỡ chiêu phai phan nha. Cái này là cái cạp lửa nè. Ok, ta ghét con gà. Ê, con gà ta lét làm gì vậy? Hồi lỡ. Ủa nó quýnh không? Quýnh gà không? Nó quýnh con gà được, mình nhìn quýnh yếu lắm. Ôi, một cái chết luôn, cái yếu cái gì trời ghê quá vậy. Có lên level không ta? Quýnh gà lên level không? Quýnh con này luôn. Mấy con này nhiều quá, tao không dám quýnh nó, tao mạnh như trời. Ờ, quýnh con này nhiều ghê luôn á. Chiêu... Nó thấy chưa? Tội liền. Chiêu lửa yếu quá, quên chơi chiêu lửa, quấn đâu lại. Vậy chứ chơi chiêu gì? Chiêu Dragon Ray á. Rồng nổi giận á. Dragon Ray cũng được, cũng yếu ọ mà. Quấn nhau không mày? Mình rủ nhau với thằng này các bạn. Ê, để tao quấn con này cho nó sắp chết. Ấy da, thằng kia, à quên, mình lại quấn nhau với thằng kia lộn. Tức quá các bạn ơi. Khu vực này mình quấn cũng khá là nhiều rồi. Trời ơi, là quấn mấy ổng quấn nổ. À, bên đây có con chuột này đó ơi, chuột nhiều lắm đúng đó ơi. Đúng rồi, đâu? Đó. Để ta đi ôm cái thằng máu đó. Đang quấn mấy con chuột này nè. Để ta quấn luôn con này. À, ta đi qua con chuột này nè, dưới đây nè. Nhanh lên. Đâu vậy ta? Ở dưới khu này nè. Đi. Quá trời, cái gì vậy? Mấy chai đừng lạc, chứ đó? Ai? Đâu? Ăn miếng đã các bạn, để hồi máu. Ủa, đây là làng mình đó hả? Ừ, làng của mình đó. Đây đó. Quấn con chuột. Quýnh á. Ok, khá là ổn. Chuột được hả? Cũng được. Quýnh chuột phải đi hồi máu. Hồi nãy quýnh chim không còn được hồi máu luôn. Chim nó nhanh chết quá, ông Hoàng nó nhanh hết quá.
Mình sẽ đổi chiêu Ray quấn. Ok, ta ghét con này nào. Này, ôi, con này mạnh quá. Ây da, hay quá các bạn ơi. Mình như quấn con này phải hồi máu chứ không là một đòn mình không thể quấn kết liễu tụi nó nhanh được các bạn. Ôi, chỗ này chuột nhiều nè. Ôi, quấn hết luôn. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Lâu lên level quá. Mày. Ba hai miết nè. Mày. Nãy giờ tôi quấn nhiều lắm mà ba. Wow, ba con ba ba rồi nè. Quanh ba ba rồi, gần ba bốn rồi nè. Ủa vậy hả? Sao nãy giờ tao ba? Đúng rồi, đúng rồi. Tao biết cách rồi mày. Mày ta ghét vào nó, mày quýnh cho nó dễ lắm. Tao quýnh một lần ba con. Ý, bên đây có mấy con chó nè. Tao ghét sao? Hả? Tao ghét sao? Mà thôi mày cứ quặn vô cho nó chắc đi. Tại vì mày quýnh từ xa nó có lợi. Ui chặt kia mạnh quá, chết cha rồi. Rồi tao tiêu ghét được mà. Tiêu tao rồi, tiêu tao rồi. Ủa kia mạnh lắm hả? Ê, ấy, ấy, ấy. Ây da, tiêu rồi, con Sato mạnh lắm đó ơi. Ui, ở nhà có con hươu nè. Sao chí trong này ạ? Ôi, con này cũng mạnh quá trời luôn. Chết rồi. À, ở nhà còn cái hồi máu may quá. Thôi, về nhà liền tiếp. Chết rồi. À, Yeti cũng bị về đây rồi nè. Nguy hiểm quá các bạn. Ở bên khu kia liền cũng được chẳng phải vừa. Rồi, mấy chai dân làng lại quýnh nhau các bạn thấy không? Mấy chai dân làng này ghê lắm luôn á. Ôm cái thùng máu đi theo Yeti. Lại ôm. Ôm sao ta? Mày hả bưởi? Ôi da, chết cửa rồi. Thôi, cái gì vậy? Xếp vô. Dốt quá. Để cái này gần gần ở đây nè. Mày. Gì? Ui. Con ly gần cái đứa ơi, con ly gần. Cái gì? Ê, từ. Cái gì vậy? Wow, cái con. Bắt nó đi chứ. Bắt không có được đâu. Ok, thử coi. Trời ơi. Xịn sao ấy, con này. À, con này không được rồi, mình chưa đủ trình bắt nó rồi, nó không cho mình bắt luôn. Con này con ngu gì ta? Con Snake đó chứ đâu, đẹp ghê các bạn. Đẹp dã man. Lên màu một rồi anh, quýnh thử rồi. Ra. Quýnh thử rồi. Rồi, ông kia thả con kia ra quýnh luôn rồi, con cha dân làng này. Rồi nó rớt được sao đi đờ luôn kìa các bạn. Lụm ấy. Wow. Đó là những cánh vòng, cái vòng đó, nó sẽ xuất hiện ra những con đó. Phun lửa mới nè. Phun lửa mới nè. Rồi quýnh nó không lại luôn. Con này con gì vậy trời? Mạnh quá hớp luôn. Mình 34 được các bạn, sắp rồi, các bạn đợi chút đi. Chết rồi, quýnh con này không lại. Ơi. Mày hả? Bưởi con nào? Con ong á. Ong lại đó. Mấy con ong vàng. Chị ông nâu, chị bay đi đâu, con này mạnh lắm mày ơi, quýnh không lại. Chết luôn. Ok, mình, ây da, nó quýnh nào nữa rồi. Ôi, con này, cái này fire không chơi được luôn tao ơi. Trời ơi, nó quýnh nó ra cây cỏ kìa. Chị ông này ghê quá. À, chơi chiêu được Dragon, fire fan cắn được nó. Chơi chiêu lửa là đập được nó. Mà nhưng nó chơi, không có chiêu đó. Mà nhưng nó bay hoài, quýnh không được. Rồi, đi luôn. Được lắm. Con ong này làm loạn hết rồi. Đâu rồi, quýnh thử cái đây. Đây. Mày. Ở chết thì mình bắt nó luôn rồi. Bắt luôn hả? Ê, bắt hụt rồi. Quýnh thử coi. Chết rồi, không được luôn rồi. Ew. Đốt. Rồi, xong quá. Luôn. Tưởng đâu mạnh lắm chứ. Chứ lửa được đúng không? Được. Nhiều khi bắt không trúng thôi. Ủa, hết ong rồi hả? Ủa, 34 rồi, gần 35 rồi các bạn. Thôn ong mạnh quá mày ơi. Nhìn đi liền vui ghê các bạn. Cái gì mà quýnh nhau tùm lum ta lá đây vậy? Ok, rất là tốt luôn. Pokemon của mình rất là xịn sò. Ê, cái đồ ăn quá trời luôn vậy. Đâu rồi. Chúng ta cần nhiều thêm nữa. Quanh mo. Chừng nào mới tiến hóa được quanh ha? Quanh gần 35 rồi nè. Ai da bị chết nữa rồi, khổ ghê á. Mình đang là mấy trời. Mà mới ba à, sao chậm dữ vậy? Trời ơi, với tay liền đâu bằng qua anh đâu, anh liền liên tục. Ai da. Mày, ai da, chơi lộn chưa là chết liền rồi các bạn. Phải Dragon Ray, ai da, ai da. Mày. Tức quá. Mày hả bưởi. Ờ,
ở gần là các bạn có một xíu kinh nghiệm mới lên được một con nữa. Mình nghĩ là một con là có lên được cấp rồi đó. Một, hai, ba, 35, ơi 36 lượn hù hù. Không sao, luyện rất là nhanh nên chúng ta sẽ luyện lên dễ dàng thôi. Một, hai, cái gì vậy? Ai, ba. Cuối cùng thì con Javelin của mình thì nó cũng gần lên level 36 rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho nó tiến hóa. Ủa vậy thì cũng sắp rồi qua nói. Bao nhiêu rồi đó? Sắp rồi, còn chiếu nữa. Đi qua đây tiến hóa luôn nè, đi qua khu này đông nè, đông dân nè, đông dân nè, đông dân cư nè. Còn kiếp kiếp nữa là anh rồi. Vậy. Ok, rồi ra gần đây, đập con này quýnh lại không ta? Đập con này. Rồi chết luôn, trời xong ơi, phim luôn. Từ từ đợi quanh chút nha, quanh cho hồi máu đã. Ê, đi ra khu kia đi, khu này lại đông quá rồi. Ê, mày đâu? Ủa? Tao đem cái cục hồi máu ra giữa. Ui, con cáo nhìn ghê vậy. Ê, con cáo mạnh lắm. Đứa nào quýnh ra âm u mặt mày vậy? Con đất đất á, tao nghĩ. Ê, trời ơi, ý, tiếng hóa luôn rồi, tiếng hóa luôn rồi. U, quá. Ê, chết, tiếng cũng tiếng hóa rồi. Yeah, cùng một lúc rất là hay luôn. Rồi, mày hả mũi? À, ăn hiếp con này mới được, thử coi. Quá, wow, giờ là tấn công bay. Chết rồi, ăn hiếp không lại mày ơi. Ủa đâu? Trời ơi, nó mạnh lên thôi. Nó lên phần 3 rồi, bây giờ hả? Nó mạnh ghê luôn. Đúng rồi, bây giờ bọn mình các bạn sẽ đi, mình đi chặt ít gỗ nha, cho mọi người xem cái giai đoạn tiếp theo của nó. Không cần... Trời ơi, tao đi ăn hiếp mấy con này. Không cần Mega đâu các bạn, Mega này là Mega là thường thôi. Hôm nay mình sẽ làm Ultra Mega cho mọi người coi của con Charizard này sẽ bá đạo cỡ nào nha. Rồi, đầu tiên chúng ta cần đó chính là đá và gỗ. Các bạn biết chi không? Để mình làm viên đá lửa. Gì vậy? Tử cái gì? Đâu? Nó mạnh lắm luôn á, nó ăn hết mấy con đất lại được rồi đó. Bây giờ nó xịn sò chứ sao nữa. Ok, 12 cái đúng không? Ê, quên, mình cần phải... Ê, mình có kim cương không ta? À, có kim cương đây. Kim cương để mình chi? Mình sẽ chế cái cúp và kim cương là một. Rồi, ok, đi lấy đá. Rồi, bây giờ nhà dân làng thì chúng ta banh xà lanh rồi. Còn gì mà tiếc núi nữa. Thôi sớm muộn ngôi nhà là cũng bị mập dân làng phá à. Nên thành ra mình phá trước các bạn. Mình cần tầm 18 viên đá để hai viên đá lửa cho con núp đó. Con núp vậy nó mạnh, nó đi luyện tùm lum tùm la hết. Con da giác này cũng đi đâu kìa. 19, của ta đẹp mà, của ta là shiny đó. Ý là tao nói nó đi đâu chơi được kìa. Không dám nó đi theo tao chứ, trời ơi, dám vô nhà mình luôn. Con này được. Ơ, mình cần cùng than nữa, quên. Than nhà mình có mà đúng không? À, có nè. Ok, 4 cục. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để này hai cái. Ủa, đá này hay đá kia ta? Hình như đá nung quá các bạn. Ok, mình sẽ nung vậy. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ chế hai viên Firestone này. Stone cùng cái đuốc sẽ ra Firestone. Hai Firestone. Và lúc nãy giờ nó đi tranh thủ, nó luyện quá mà. Các bạn hãy nhìn chết đâu. Nó đánh con tao ngủ rồi. Rồi, ok. Ủa, có gì vậy? À, cái con này mình biết. Những cái vòng nó sẽ tạo ra những con Pokemon siêu hiếm các bạn. Cho mày trước, thôi. Rồi xong luôn. Nè, cho mày cầm trước nè, tí đừng có xin nha. Đó, rồi xong đây luôn rồi. Nó quánh tới tao mặt mày luôn rồi. Tao bắt nó luôn. Ôi, chết cha. Chết đi giá, nó cứu anh, chết đi giá ơi. Đâu rồi? Ý, chết rồi. À, quánh yếu lắm. Quánh tao hả mày, một cái chết luôn. Zambu, hehe. Nè, nấp, nhìn cho kỹ đi nha. Cứu bồ. Stay xuống, ngồi xuống. Và bây giờ, nấp, qua nhìn nè. Đâu. 3, cái gì vậy? Ủa, 2, 1. Ủa, phải, không được, phải cho nó đứng lên. Quê, lêu lêu. Nhìn kìa. Cái gì vậy? Ê, nó bị kẹt. Nhìn nè, 3, 2, 1. Ủa, đỉnh chứ. Ủa, sao nó mất máu rồi ta? Ủa, cái gì không ấy vậy? Ủa, sao bị mất máu nhờ? Không hiểu lắm. Cái gì không ấy vậy? Hay là biết cái dạng này dễ bị tác dụng phụ ta? Làm gì có vụ đó. Ok, rồi, bình thường rồi.
cái bạn Ôi bây thấy giờ chết gì luôn. chứ? Giờ nó quấn con nào một cái chết luôn hả? Trời ơi, bây giờ đó là super super mạnh. Ôi của GT sao biết được ta? Các bạn thấy gì chứ? Wow, đây là super mega luôn. Giờ làm sao Đây GT là một biết cái được dạng hả? Gigamax, một cái dạng mà gần như là mình theo mình nghĩ là ultra ultra mega. Đỉnh chưa? Quá nó đẹp luôn, xịn sò. Nấp. Mày muốn không? Giờ sao GT 800 biến cục kim cương thì GT mới có cái com này. được? 800 cục kim cương hả? Tao chỉ có cái này thôi. Gì vậy? Cái nón. Trời Trời. ơi, ai mà thèm cơm. Cái nón tao làm từ 800 cục kim cương á. Không dám, nó phải đừng có lừa tao đâu, nó chưa. 800 cục kim cương trong đó đó, mày không tin. Ai lừa ai đó. Mày lấy mày lụm đi. Ngồi xuống cái nào. Đó. Nó mày lấy 800 cục kim cương rồi Wow, đó. các bạn thấy gì chưa? Charizard Gigantamax. Đây là cái dạng hoàn toàn mới. Nó tính ra là mạnh ngang ngửa hoặc là mạnh hơn Mega Mega luôn, các bạn có biết không? Đó, chắc là các bạn không biết đâu. Được rồi, cho mày viên đá nè. Bỏ vô cái con quăng con rồng của mày ra và cho nó ăn viên đá đi. Rồi, cho nó ăn viên đá đó. Rồi, bấm chữ Ember. Wow, đẹp quá vậy, trời ơi. Có màu đỏ như đây đẹp hơn Ôi, đó. ê, khoan khoan khoan, mày cho nó ngồi đó, mày cho nó tới gần con tao, mày cho nó ngồi đi. Ngồi sao đây? Cho stand á. Xích Ê, mày ừ. cho nó né né xíu, con chặn che mặt con người ta coi. Đứng dậy con. Đi qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. À, tụi mình sắp xếp cho tụi nó ra đây cho nó dễ các bạn. Và bây giờ mình sẽ ủi ủi nó ra. Đó, ra hai này mập như con heo á, biến thì bự vô nhỏ xíu thì đẹp vậy nè, mà biến bự lên thì không ai mà đỡ được luôn. Rồi, mình nghĩ khoảng cách như vậy là ok. Núp 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 qua đây. Qua đây qua đây. Mình phải đứng thẳng với ta nè, nó mới nhìn mặt mày qua. Đây, nhìn qua đây. Đó, nó sẽ nhìn qua đây, biến hình nè. À, chết cha, quên, ngồi không biến hình được. Khổ ghê không? Đứng lên, biến hình luôn đi con. Ok. Ôi, Ôi, chết chết chết. Ây da, không bỏ cái yên đây các bạn ơi. Nguy hiểm quá. kẹt nhau hay À, gì bị á. kẹt nữa nó sẽ bị chết á. Cho nó vô lại đi, cho nó ra lại. Để cho mọi người coi con này. Trời. Con huyền thoại luôn. Ở trên kia là con chấp đót. Ở đây là con huyền thoại luôn nè. Bắt được Ôi không? Ủa chết cha, nó ôi hút mình quấn rồi. cái kìa. Rồi xong Chết rồi rồi, chết rồi, rồi. chết rồi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi, con này đẹp quá à. Làm cái cánh nè. Con Cái cánh gì quên tương mất tương tên rồi tương. ta. Con băng gì quên rồi. À tương. Articuno. Khó rồi, không quấn, không bắt được nó rồi. Rồi nó quấn mày tới mai luôn. Ê, gồng 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 gồng, ngồi dậy ngồi dậy ngồi dậy, hết hết thời gian rồi. Đúng rồi, quấn. Ghê vậy? Các bạn thấy gì chưa? Quấn mất huyền thoại luôn. Dễ gì có thể qua được sức mạnh của bé mập nhà mình không ngồi được các bạn biết sao? Ngồi là không thấy được. Lấy gì mà cho mọi người coi. Nấp cho tiếng hóa đi. Rồi cho nó ngồi xuống, cho nó ngồi xuống, cho nó ngồi xuống. Tới sát vô. Đã, ok được rồi, các bạn có thể thấy được. Hai bé mập là gục đầu nữa kìa các bạn. Ok, bây giờ là tham nhận xét nha. Bây giờ hả? Các bạn, ôi trời, nó nhắm mắt nó chỉ thương vô kìa. Đây là, bây giờ là các bạn có thể nhận xét. Số 1 là Wan, số 2 là Núp Genty. Và mọi người thấy con nào đẹp hơn thì mọi người có thể để lại bình luận bên dưới. Đó, bây giờ số 1 và số 2 các bạn chọn đi. Và bây giờ sau đây thì bọn mình sẽ solo với nhau nha. Số 2 của Yeti. Rồi, mấy cái... mày lấy con xe này mày đi solo với con thường. À thôi, Đây. không được, không được, xin lỗi các bạn. Mình không thể chơi khập khiễng như vậy được. Tại vì xe này nó đã khả năng nó mạnh hơn con thường rồi. Nên... mạnh như tao level cao hơn. Rồi, nó bị kẹt nhau rồi. Nó bị kẹt nhau thường như vậy. Là mình cho nó lại thôi các bạn. Nó thường bị kẹt thì nó... Ủa, nó bị gì ta? Mình nghĩ đây có thể là do tác dụng phụ của viên đá các bạn. Mình nghĩ vậy á, tại giống như thuốc kích thích. Kiểu như thuốc kích thích đó, biến nó thành mega xong nó bị chết đi á, kiểu như tác dụng phụ của viên đá nó quá quá mạnh á. Nếu không các bạn hãy đợi thử con của Núp GT nó có bị không nha. Đâu, nãy giờ nó đâu có bị đâu. Đó các bạn thấy chưa, thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Wow, thực sự rất là đẹp luôn á các bạn. Mà được cái dễ thương là các bạn có thể ngồi được nha. Ê, nhà quanh cháy rồi kìa. Đâu mày? Cái đuôi đó. Làm hết hồn luôn. Con lửa này. Ê, sao mày quýnh á? Rồi, xong. Không, nó hiền Rồi. lắm, nó không quýnh mình đâu.
Ê, đừng có qua quýnh con Pokemon của tao chứ. Nó không quýnh mình các bạn, may. Nó đi theo tao. Mừng rồi. Ok các bạn nhớ để mình lại bình luận bên dưới nha. Và chắc là video hôm nay của Quang đã thành công mà tiến hóa dạng Super Mega cho cái con Charizard của bọn mình rồi. Mình là Shine này màu đen còn nút với tên màu vàng, mình cũng thấy màu vàng khá là đẹp nhưng mà mình vẫn tin tưởng vào con màu đen của mình hơn. Ha ha. Được rồi, chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Lưới xanh vô địch.